Phi xin chào bạn. Sau đây đang Phi xin giới thiệu các bạn bộ cần lục đánh xa tầm khoảng 30 mét. Chọn bộ luôn. Gồm cần USA Conando này. Độ cứng 45, chiều dài 4 mét rưỡi. Xoắn toàn thân các bạn. Xoắn kiểu vầy rắn rất đẹp. Cái này bát thường các bạn nhé. Đây, lưỡi tứ đánh xa bờ này, dáng xoay cao rất đẹp, anh rất bám cá. Đấy là phao bầu 32 các bạn nhé. Chân đồng xoáy ra để cân phao rất hợp lý. Rất đẹp các bạn, bóng tiếp đến là máy đề bàn 8.000, dưới 8.000. Cối nông cấp 4 chấm là vào được 250 m, 280 m, cấp 5 chấm là vào được 230 m, 6 chấm là 180 m. Vòng bi này 12 cộng 1 vòng bi đấy, rất nhiều vòng bi. Rồi, đã tháo ra bảo dưỡng các bạn. Rồi, cái cối nông hôm trước là bảo dưỡng là nó lại toàn kim loại hết đấy. Cước pan 150 m, cước này cũng chơi bạo lực được. Đấy là mồi câu, một câu hải đăng fishing sản xuất. Chống cần, chống cần đây là khuyên của cần này. Xoắn hết các bạn nhé, xoắn đến ngọn luôn, cần này các bạn xoắn đến ngọn luôn. Đây, rút cho các bạn xem trong ống bên trong. Đo cho các bạn rút ngọn xem luôn nhé. Như 4 ly, như tầm 4 ly gì đấy. Rất to, chơi rất phê. Quay tổng thể lại cho các bạn xem nhé. Vừa rồi Hải Đăng đã giới thiệu các bạn bộ cần lục xa bờ sánh xa tầm 30 m. Hải Đăng Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.